Trang Đa. Linda xin kính chào quý vị. Và hôm nay nhân dịp ngày mai là lễ July 4, Linda xin chúc quý vị một tuần lễ July 4 thật là hạnh phúc và vui vẻ. Và sau đây để tiếp tục chương trình, Linda xin được gửi đến với quý vị một nhạc phẩm của nam ca nhạc sĩ Ngọc Sơn. Và xin được trình bày nhạc phẩm này với nam ca sĩ Tommy. Xin gửi đến với quý vị nhạc phẩm Lời Tỏ Tình Dễ Thương Hài. Xin gửi đến với quý vị chương trình. Các bạn, here we go. Here we go. Come on, pump it up. Woo! Here we go.
Yeah.